Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Bình Ninh của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có một miếng đất vườn 5 công đang kêu bán, em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Thì cái vị trí mà em đang đứng, đường này của mình trong sổ em thấy thể hiện là đường đá nha. Đường đá nhưng mà không có để mấy mét hết. Nhưng mà em có nghe anh chị hàng xóm ở đây nói là sang năm là có thể con đường này sẽ mở lên là đường đan. Đường này thực tế ở ngoài là nó tới 3 mét á. Mà nói chung là cái phần này do cỏ nè, cỏ nó mọc lấn ra cho nên mình nhìn thấy nhỏ á. Nhưng mà thực tế nó tới 3 mét nha. Thì ở ngoài đây mình cách mình 50 mét, ngay chỗ vị trí này nè anh chị, ngay chỗ cây dừa cao cao này nè. Đó, ở ngoài đó là đường, đó là đường đường đó là đường công cộng, đường hiện tại là đường đất thôi nhưng mà cũng chuẩn bị là lên nhựa luôn rồi đó. Đường ngoài đó là xe ô tô 7 chỗ đi được nha, còn đường mà đi vô đất mình ở đây hiện tại chỉ là đường xe máy thôi đó. Thì nói chung là chuẩn bị là lên đan là lúc đó là ô tô vô được ha. Cách cái đường xe ô tô có khoảng 50 mét thôi nha. Còn miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là nó sẽ nằm ở bên đây con kênh đó, em sẽ đi qua đây nha. Thì ở đây hiện tại là chỉ đi cây cầu chung này là cây cầu dừa thôi. Thì khi mà mình về đây ở, anh chị có thể bắt một cây cầu ô tô hay là cầu xe máy gì đều được hết. Mình sẽ bắt cầu từ bên đây qua bên đất của mình ha. Đó. Miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là cái miếng đất đang trồng bắp ở bên đây nè. Chủ đang cho thuê để trồng bắp nha. Thì tổng diện tích là 5.000 m², chủ kêu giá là 500 triệu 1.000 m². Thì tổng nguyên miếng này là khoảng 2 tỷ rưỡi nha anh chị. Đất của mình có diện tích bề ngang là khoảng 31m4, chiều 31m4, xong rồi chạy dài vô khoảng 68m thì đất nở hậu ra 81, tổng diện tích là 5 công á. Thì bề ngang là khoảng 31m4 là sẽ tính từ cái chỗ vị trí này nè anh chị, khoảng ở đây nha. Mình sẽ chạy dài qua bên đây là khoảng 31m4. Thì khi mà anh chị mua miếng này á, là chủ sẽ, nói chung là mình sẽ cắm trụ cọc ranh giới lại rõ ràng hết, đo đạc cắm trụ ranh giới rõ ràng luôn ha. Cái này thì chủ đang cho thuê, cho anh chị này thuê để trồng bắp á anh chị. Đây, thì khoảng 31m4 á, là nó sẽ tới ngay chỗ cái vị trí gần ngay cái đường mương này nè. Đó, cái đường này nè ha, thì là 31m4. Rồi chạy dài xuống tới cái khoảng cái cây dừa này nè là khoảng 60m8. À, khoảng 68m. Thì đất của mình sẽ nở hậu ra bên đây, nở chữ L ra khoảng 81m. Thì bây giờ em sẽ đi dài xuống đây nha. Tổng diện tích là 5.000 m², đất hình chữ, nói chung là đất nở hậu hình chữ L á, 5.000 m², thì chủ kêu giá là 500 triệu 1.000 m². Giá cả này á là mình sẽ gặp trực tiếp chủ để mình nói chuyện luôn ha. Trong sổ hiện tại là em thấy đất lúa nha, và chủ sẽ bao lên cây lâu năm cho mình. Hình như là em nghe nói là chủ có bao giấy tờ cho mình luôn á anh chị. Rồi ở đây là lên thổ cư được luôn nha. m², giá là 500 triệu 1.000 m², thì tổng miếng này là khoảng 2 tỷ rưỡi. Mình cách đường hiện tại là đường, em quên nữa anh chị, mình cách cái đường xe ô, đường đất xe ô tô ở ngoài đây là khoảng 50m. Còn cái con đường ở bên kia kênh á, là trên sổ thể hiện là đường đá, nhưng mà anh mà thuê đất ở đây nè là cũng là người dân ở đây á, thì anh nói là sang năm là cái con đường ở bên đó kênh á sẽ mở ra đường đan 3m. Đó. Còn cái con đường đất mà ngay chỗ bên đây kênh, ngay chỗ mặt tiền đất mình, anh chờ chỗ anh chị đó ngồi á, là trong sổ em thấy là có thể hiện là đường đất, là đường đi luôn. Thì nói chung là trong sổ có thể hiện đường đó thì sau này anh chị không còn phải lo là không có đường đi ha. Lát nữa em sẽ chỉ rõ cái con đường đó. Ở đây là thuộc về xã Bình Ninh của huyện Chợ Gạo. Trung bình mà anh chị đi như là đi chợ Bình Ninh nè, hay là trường học, ủy ban, đồ trạm y tế nè, Bách Hóa Xanh, điện máy xanh á, trung bình là khoảng 5 đến 7 phút nha. Đây là mấy cây bắp con này nha anh chị. Đó, mấy cây này là mấy cây bắp con nè. Này.
thì đất của mình á, xuống tới này, chỗ cái vị trí này nè, là đất mình sẽ nở hậu ra, nó nở ra tới cái bào dừa bên đó đó anh chị. Đó là khoảng nở hậu ở phần ở dưới đây á, em có tính ra sơ sơ thử là tầm khoảng 81 mét đó anh chị, từ cái vị trí bào dừa bên đây nè, mình chạy dài qua bên cái bào bên đây nè, nó là 81. Thì em xin nhắc lại ha, đất của mình á, tổng diện tích là 5.000 mét vuông, thì mặt tiền ở phía trước con kênh đó là khoảng 31.4 m, rồi chạy dài xuống đây là khoảng 68 mét. Nó là chạy dài xuống đây khoảng 68 mét, thì đất sẽ nở hậu ra chữ L, nở hậu là khoảng 81. Trong sổ hiện tại là đất lúa và chủ sẽ bao lên cây lâu năm cho mình luôn, và vị trí ở đây là mình lên thổ cư được luôn nha. Hiện tại là mình cách đường xe ô tô là khoảng 50 mét thôi. Đây. Đó, đất của mình là tới ngay chỗ cái khoảng bờ này đâu qua ha. Tới gần tới cái mí cỏ này nè. Thì trời cũng sắp tối rồi, em quay như thế này cho anh chị xem. Bây giờ em sẽ lên em mở định vị ha. Khi nào mà mình đi, anh chị nào quan tâm tới miếng này thì mình đi xem, rồi mình sẽ đi hết miếng đất này của mình luôn. Thì nói chung là phần mà đang trồng bắp này là đất của mình, còn mà ở bên mà mấy cái hàng dừa đó là đất của hàng xóm rồi ha. Đó hai anh chị này là anh chị mà lúc nãy em nói là cái con đường bên kia kênh là sang năm là sẽ mở ra đường 3 mét á. Wow, xung quanh đây là em thấy cũng có hàng xóm mình cũng đông đông nè. Ở trong đây nó dài dài trong đây cũng có hàng xóm mình nữa nè. Em thấy nãy giờ là xe ra vô cũng nhiều lắm á. Em sẽ mở định vị cho anh chị xem ha. Thì đất của mình là nằm ở hướng Tây Bắc nha. Đó. Đất của mình là nằm ở hướng Tây Bắc. Ở đây là mình sẽ gần cái cụm khu công nghiệp Bình Ninh nữa đó anh chị. Thì ngay chỗ đây, cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nha. Ở đất của mình á, thì mình đi ra đây nè. Đó, ngay chỗ này là mình sẽ gần với chợ Thạnh Nhật nữa nè. Rồi mình gần với cống Vàm Rồng nữa nè anh chị. Đây, mình gần cống Vàm Rồng nè ha. Ở bên đây là mình gần với chợ Thạnh Nhật là ngay chỗ này nè. Thì ở đây nếu như mà mình đi chợ là mình sẽ đi chợ Thạnh Nhật nha anh chị. Thì từ đây mà mình đi tới chợ Thạnh Nhật là tầm khoảng 5 phút. Đây, thì cái nút màu xanh xanh là vị trí đất của mình nè ha. Đây, mình sẽ ra ngoài đường tỉnh lộ 877 nè. Rồi ở đây là mình đi chợ. Mình đi chợ là mình sẽ đi chợ Thạnh Nhật là ngay chỗ này nè. Đó, chợ Thạnh Nhật là nó sẽ gần ha. Còn ở đây á, mà trung bình mà anh chị đi như là trường học nè, chợ Bình Ninh hay là ủy ban trạm y tế của xã Bình Ninh á, là nó sẽ xa hơn chợ Thạnh Nhật một xíu, là nó tầm khoảng 7 phút. Còn mà mình đi ở chợ Thạnh Nhật là 5 phút. Còn mà đi ở chợ Bình Ninh á, trường học ủy ban Bình Ninh là tầm khoảng 7 phút ha. Ở đây là mình sẽ gần cái cụm khu công nghiệp Bình Ninh. Em sẽ mở cho anh chị xem nè. Bấm có một tay không bấm được anh chị ơi. Đây. Đây là mình sẽ gần cụm khu công nghiệp Bình Ninh nè. Đó, em mở chữ công ty nè. Đó là mấy cái chấm đỏ đỏ trắng trắng này là công ty á. Đây anh chị xem, em mở chữ công ty là nó nổi lên rất là nhiều luôn. Ở đây là mình cụm khu công nghiệp Bình Ninh ha. Đó. Em sẽ xem thử nha, từ ngay chỗ vị trí của mình á mà mình về tới ngay chỗ thị trấn Chợ Gạo á là khoảng 11 cây số. Đó, mình về thị trấn Chợ Gạo là 11 cây số nữa, mình đi xe là 19 phút, 20 phút luôn cho nó chẳng nha anh chị. Còn từ vị trí đất của mình á mà mình về tới thành phố Mỹ Tho là 27 cây số, mình đi xe là 42 phút thôi ha.
Còn từ vị trí đất của mình á, mà mình về tới ngay chỗ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, là 67 cây số. Mình đi xe là 1 tiếng 47 phút ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha, ở đây là thuộc về xã Bình Ninh của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây á, có một miếng đất với tổng diện tích là 5.000 m² đang bán, chủ kêu giá là 500 triệu 1.000 m². Thì tổng miếng này là khoảng 2 tỷ rưỡi nha. Đất của mình á, có mặt tiền bề ngang là khoảng 31m4, thì chạy dài xuống khoảng 68m thì đất sẽ nở hậu ra chữ L, nở hậu là khoảng 81m nha. Ở đây á, là mình sẽ gần cụm khu công nghiệp Bình Ninh nè, gần chợ, trường học, ủy ban đồ luôn. Em sẽ mở chợ, thì khi mà em mở chợ á, là ở đây mình sẽ gần chợ Thạnh Nhật. Này, ở đây là mình sẽ gần chợ Thạnh Nhật hơn nè. Từ đây mà mình đi tới chợ Thạnh Nhật là có 5 phút thôi ha, thì khoảng 3 cây số á. Còn mà em sẽ mở luôn trường học nha, hồi nãy em chưa mở. Đây thì em mở trường học là sẽ có nè, trường tiểu học Bình Ninh đồ nè, rồi đây nè, trường Thạnh Nhật đồ nè ha, nó rồi trường Vĩnh Hữu đồ nè, nó trường mẫu giáo Thạnh Nhật đồ đó. Nói chung là trung bình mà mình đi trường học, chợ, ủy ban đồ á là tầm khoảng 5 đến 7 phút thôi ha, rất là gần luôn. Còn mà mình cách cái đường xe ô tô ở ngoài đây á, là có 50m thôi. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này á, thì mình liên hệ trực tiếp với bên chị Quyền Trang, rồi tụi em sẽ dẫn đi xem đất. Mình sẽ gặp trực tiếp với chủ đất luôn. Thì năm công, chủ kêu giá là 500 triệu 1.000 m². Thì chủ bao lên đất cây lâu năm cho mình nha, giờ ở đây lên thổ cư được luôn. Hồi nãy em có nói anh chị là cái đường này nè, đó, nguyên cái bờ đất này nè, là ở trên sổ là có thể hiện là đường đất luôn. Ở bên đây á, trong sổ thể hiện là đường đá, xong rồi tới một con kênh, rồi ở bên cái bờ này á, là trong sổ thể hiện là đường đất luôn ha. Đó, ở đây nói chung là em thấy cũng có hàng xóm mình cũng hơi đông đông nè. Đất là không có màu mã nha. Đó, hàng xóm mình thì cũng đông đông nè, điện nước thì cũng có đầy đủ luôn nè. Em thấy hàng xóm mình cũng có kéo điện nè. Thì ở ngoài cái đường ô tô ở ngoài đây nè, em thấy là có cắm trụ điện rồi. Thì ở trong đây là do là chưa có làm đường, cho nên là nhà nước chưa có cắm trụ điện lớn. Khi mà mình xài điện á, là mình sẽ kéo từ cái trụ điện ở ngoài đường đi nè, mình kéo vô thôi. Đó, khi mà làm xong cái đường này là nhà nước sẽ cắm trụ điện à. Rồi thì xin chào, cảm ơn anh chị đã xem video của em nha.